Bạn đang có nhu cầu mua Advertify, liên quân, uy tín, giá rẻ, chất lượng với vòng quay quân huy và kim cương cực VIP. Đừng quên cập shop.com, đường link thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em ơi. Ayo, xin chào các bạn, em đã quay trở lại với channel của mình và mình là Dubai. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em 4 cái thủ thuật mới cực kỳ hay. Và trong 4 cái thủ thuật này, em cũng có thể áp dụng để có thể leo rank hoặc drone đồng đội thôi, thì cái gì cũng được. Và ở cái địa điểm đầu tiên thì tuy là không phải là leo rank được, nhưng mà ở đây thì em có thể áp dụng để drone đồng đội. Cái mẹo này nó rất là hay và em chú ý cho mình nha. Đấy. Rồi, ở đây thì anh em chú ý thế này, rồi mình sẽ làm lại, vừa nãy thì hơi bị file rồi. Ở đây thì anh em hãy xem lại cho mình này. Ở đây anh em, cái cách này thì nó cũng hơi khó nếu mà cái nút đa nhiệm của anh em nó ẩn như mình đây. Và ở đây thì anh em hãy lướt như thế này, anh em nhảy lên và anh em nhìn cái đa nhiệm nhá. Và ở đây hiện tại thì cái nút đa nhiệm của mình nó khá là mờ, cho nên thì cái cảm giác nó nhìn khá là khó. Đây là mình sẽ làm lại, đấy, nhảy lên và anh em nhìn đa nhiệm, chờ tầm khoảng 3 giây. Rồi, 1 đại 3, ok, mình đã vào. Đấy, em thấy không? Hầu như lúc em sang trái sang phải thì hầu như cái ván nó sẽ không di chuyển theo, và chỉ mỗi người anh em di chuyển theo thôi. Và mình thấy là cái cách này thì nó cũng khá là hay anh em ạ. Đấy, đây là một cái trò trôn khá là vui, bởi vì kiểu như anh em di chuyển mình thấy cũng khá được ấy, dùng cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ lặp lại thêm một lần nữa nha anh em. Trong nó thì cũng khá là hay ấy, mình thấy là cũng được. Rồi, xem nào. Và ở đây mình sẽ làm lại này. Bởi vì làm lần thứ nhất thì anh em đã quen tay rồi, đến lần thứ hai nó cực kỳ dễ luôn. Đấy, anh em không muốn thì có thể vào làm cho vui cũng được. Sau những giờ bạn căng thẳng đấu rân, đấy, thì anh em có thể vào làm cái cách này, mình thấy là nó cũng khá là hay. Và anh em lưu ý ở đây thì anh em không thể chạy được, lùi hoặc là rẽ trái rẽ phải được đâu. Đấy, nếu mà anh em rẽ trái rẽ phải thì chỉ mỗi người kiểu của anh em thôi. Đấy, còn cái bán lướt này nó sẽ không di chuyển thế nào. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em ở cái địa điểm thứ hai. Ở cái địa điểm thứ hai thì mình sẽ tiếp tục xuống đây này. Ok, mình sẽ đi qua đường bên này. Anh em lưu ý với cái cách này thì anh em hãy xài cái bắn lướt cho mình. Đây, em xuống đây. Úi dồi ôi, một xịu đã là lên thiên đàng luôn rồi. Và ở đây thì anh em hãy nhảy lên ở cái lốp xe này cho mình nha. Rồi, lên cái lốp xe như thế này. Úi dồi ôi, không biết là ở đây không biết là tại sao là không được nhỉ. Thì vừa nãy mình vừa làm được xong và hôm nay mới hướng dẫn cho anh em ngay luôn, mà không ngờ lại như thế này thì có chết tôi không. Rồi, ở đây thì mình sẽ test cho anh em xem lại. Ở cái nước này thì nếu mà anh em ra ở phía ngoài kia thì anh em phải bơi đúng không? Với cái cách này thì anh em không cần phải bơi gì cả, anh em có thể chạy ra đến giới hạn vô cùng của cái map này luôn. Và anh em có thể chạy dưới nước nha, và không cần phải bơi. Đấy, mình nhắc lại là anh em không cần phải bơi. Thì nói chung thì lúc bắt đầu anh em làm cách này ấy, thì nó hơi khó thực sự luôn. Bởi vì mình cũng đã có áp dụng thử rất là nhiều lần. Và cái cơ hội anh em có thể vào đây thì mình nghĩ là nó khó thật. Nhưng mà nếu bạn em kiên trì thì có thể vào được, bởi vì nó khá là thú vị ấy. Còn thú vị hay không, thú vị như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho em. Đấy, anh em bay như thế này này. Đấy, anh em thấy không? Nó khá là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời. Đấy, ở trên kia có người nhỉ. Đấy, ui dồi. Ở đây thì mình bay nó không được xa rồi, cho nên thì mình đã lại một cái video khác, bởi vì mình đã cắt rồi vì nó khá là dài. Đấy, đây thì mình sẽ làm lại nha. Ở đây thì cũng như vừa nãy thôi, anh em sử dụng cái ván lướt cho mình và đem xuống từ từ nha, từ từ thôi. Đấy, nó phải như thế. Và ở đây thì mình sẽ nhảy lên ở cái lốp xe này. Rồi, anh em tập trung chú ý này, mình sẽ làm lần duy nhất thôi, cho nên anh em hãy để ý. Rồi, đấy, bay như không tặc luôn. Như thế này thì có chết tôi không. Thì nói chung thì ở cái kết này thì mình thấy là nó cực kỳ hay luôn, chứ không phải hay nữa. Và ở đây thì mình sẽ xuống dưới này xem sao nha. Đấy, anh em cứ làm ra mình. Đây thì anh em sẽ dừng lại ở cái cột trụ và anh em sẽ rơi xuống nước. Nhưng mà anh em ở trong cái trạng thái là chạy bình thường là anh em đã thành công rồi. Như mình đây thì mình đã thành công rồi em ơi, ngạc nhiên chưa. Ở đây thì mình thấy là nó cực kỳ hay luôn. Đấy, em có thể xem được dưới map này. Ở đây thì không có cá gì cả, chỉ là một cái dòng sông, và ở phía dưới kia sẽ có một cái con sông nữa. Đậu xanh, ngạc nhiên dữ. Ở dưới kia thì mình không ngờ lại có thêm một cái con sông nữa. Và có lẽ mình sẽ ra ở cái giới hạn của cái map này xem sao nha. Và không biết đã có năm nào ra ở cái giới hạn này hay chưa. Và nếu màn đấu nào đã ra rồi thì có thể xem lại cho vui, và nếu màn đấu nào chưa ra thì có thể xem mình, hoặc là anh em có thể sao nhá có thể làm cho vui cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ xuống như này để anh em thấy không, nó khá là tuyệt luôn à. Đấy cũng được nhá. Ở bên kia có mặt trời nữa kia, ở đây mà nếu mà có một cặp thằng nhen xuống đây mà làm cái trò này thì mình nghĩ là nó cực kỳ tuyệt vời luôn, bởi vì mình nghĩ là cái cảnh này nó rất là ấn tượng. Đấy, sắp bạn gái ra đây mà cầu hôn nữa là thôi rồi. Rồi ok, thì đấy là ở cái địa điểm thứ hai của mình. Đến với cái địa điểm leo run, còn ở đây một cái gì đấy nó khá là ấn tượng đúng không? Rồi ở đây thì anh em lưu ý là anh em mở ra ở phía ngoài này cho mình, và những cái dụng cụ cần thiết đấy là 3 trái bom keo, 4 trái cũng được, và anh em hãy dùng cho mình một cái đòn thìn nhá. Và anh em lưu ý anh em hãy chờ cái đòn thìn đã rồi anh em mới làm cái cách này, vì chưa có đòn thìn thì anh em làm như thế này nó rất là phí bom keo, cũng như là nó sẽ không được ổn định cho lắm, nó dùng như vậy. Và ở trong cái clip này thì mình đã làm lúc mà nó chưa có đòn thìn, cho nên thì nó khá là sơ suất, cho nên anh em có thể xem và có thể làm theo được. Đấy, tuy ở cái video này thì mình có làm thì nó sẽ không thành công, nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn thì anh em sẽ làm thành công, bởi vì mình cũng không có nhiều thời gian để quay cho cái clip nó hoàn thiện hơn nha. Rồi ở đây thì anh em hãy ném 3 trái bom keo như thế này cho mình này. Rồi uy tín luôn, như thế này thì quá là uy tín đấy các bạn. Anh em lưu ý là ném vừa thôi, chứ nếu mà cao quá là nhảy đấy không được, té xuống là rớt, nó mất máu nữa lại khổ anh em ơi. Đấy, ở đây thì anh em lưu ý là độ sân, đúng rồi, ở đây mình chưa có cái đòn tín, ở đây thì mình phải chờ. Khá là buồn luôn. Rồi ok, thì ở đây mình sẽ chờ nha. Ôi, nói lẽ thì ở trong cái thời gian chờ này thì mình sẽ chả biết làm gì nữa, gọi là bất lực luôn. Rồi đòn tín sử dụng được không này, mình sẽ ném ở đây nha. Rồi mình sẽ mong rằng trong cái thời gian đòn tín nó rơi xuống đây thì cái bom keo nó vẫn chưa vỡ. Đấy, nếu mà nó vỡ rồi thì nó có cái khắm lọ luôn. Và mình sẽ đứng lại ở đây. Đấy, anh em lưu ý là lúc anh em đứng đây thì anh em hãy lùi ra một xíu, bởi vì cái đòn tín nó rơi xuống là toi luôn. Trong cái video này mình làm không thành công, cái bom keo nó vỡ, với thêm lại của nó thì nó rơi xuống đầu nữa, combo xui xẻo luôn, cho nên thì anh em hãy áp dụng nha. Rồi anh em lưu ý cho mình ở cái điểm này nha. Rồi không sao cả. Và tiếp theo đến với cái địa điểm cuối cùng. Ở cái địa điểm cuối cùng mà mình muốn dẫn cho em đấy là ở cái gì nhỉ? Ở cái khu vực đài quan sát thì nó cũng không đúng lắm. À đúng rồi, nó sẽ ở giữa cái khu vực địa điểm và đài quan sát. Thì ở đây sẽ có một cái ngôi nhà ga. Ở cái ngôi nhà ga này thì anh em lại tiếp tục áp dụng cho mình quy tắc 3 trái bom keo. Rồi bây giờ mình sẽ xuống và mình sẽ làm cho anh em xem luôn. Với cái mẹo này thì anh em có thể nói sao ta, ở cái thủ thuật này thì anh em có thể áp dụng khá là hay. Mình nghĩ là cực kỳ hay luôn chứ không phải là khá nữa. Ở đây thì anh em có thể cong lên nhà một cách dễ dàng và đồng đội nó không biết. Đấy, kẻ địch nó không biết nha. Anh em lưu ý nếu mà trên nhà có địch thì anh em lưu ý là ném cái bom keo hạ xuống một xíu để nó có thể nhảy lên và kẻ địch nó sẽ không biết. Còn ở đây thì mình làm để hướng dẫn anh em, cho nên thì mình sẽ làm cho chắc chắn, mình sẽ ném cao lên. Ở đây thì anh em hãy tiếp tục ném ở trái bom keo ở phía trên này, nó cao lên xíu anh em. Rồi ở đây thì mình sẽ lên ở, ôi dồi ôi, nó khá là xui xẻo luôn, cực kỳ xui xẻo. Bây giờ mình sẽ làm lại đây. Rồi 5 4 3 2 1, úi rồi phát một lên luôn, uy tín luôn em ạ. Rồi ok, thì ở đây mình sẽ xuống ở cái khu vực này. Anh em lưu ý anh em hãy bật ngắm lên, nếu anh em nào sử dụng tiểu liên thì anh em hãy bật ngắm lên, hoặc là xuống trường, hoặc là xuống ngắm gì đấy. Rồi anh em đi xuống từ từ nha. Nếu mà anh em sử dụng shotgun hoặc là súng lúc các kiểu không có súng ngắm thì anh em lưu ý là đi từ từ thôi. Nếu mà em đi nhanh thì anh em sẽ bị rơi xuống ấy. Ôi, vừa nãy thì mình ném khá là cao, bởi vì vừa nãy mình cũng đã có hướng dẫn cho em và nói với em là ném nó thấp thôi. Thì đấy là cái lý do mà tại vì sao mình lại nói với em là ném thấp thôi, vì ném quá cao thì nó không thể nào mà vào được, rất xui xẻo luôn. Đó, ok, cảm ơn em rất là nhiều vì đã xem cái video hôm nay của mình nha. Và vừa nãy thì mình cũng đã có hướng dẫn cho em top 3 cái thủ top 4 cái thủ thuật để em có thể dạy gì hoặc là có thể là run. Ok, bye bye em, và hẹn gặp lại em trong những cái video tiếp theo của mình nha.